Chào các bạn, ngày hôm nay mình xin được đưa quý vị và các bạn đến với một khu tiện ích có thể nói là đẳng cấp và đa dạng nhất Bình Dương hiện nay. Đó chính là khu tiện ích The Sun Sports Center thuộc khu đô thị Sun Casa Central của V-Ship Group. Vâng, hiện tại thì tôi đang đứng ngay trước cổng của The Sun Sports Center. Và ngay trước mặt tôi như quý vị chỉ thấy, đó chính là đường N13. Và đây? Đây là đường dân chủ, nối liền khu dân cư và khu công nghiệp theo đúng hình mẫu bất động sản gắn liền với khu công nghiệp. Và bây giờ không để quý vị chờ lâu nữa, xin mời quý vị theo chân tôi để cùng vào khám phá The Sun Sports Center. The Sun Sports Center được quản lý và vận hành bởi Sego, tập đoàn quản lý bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Trước mặt tôi đây là khu hồ bơi và khu vui chơi dành cho trẻ em, với thiết kế cực kỳ đẹp mắt và ấn tượng. Sẽ thật là tuyệt vời khi các bạn nhỏ của chúng ta sau những giờ đi học ở trường thì để tránh xa các thiết bị điện tử như điện thoại hay máy tính bảng, thì các bạn nhỏ sẽ được vui đùa tận hưởng dưới làn nước xanh mát, cũng như chơi các trò chơi vận động tại đây. Hiện tại thì vào mỗi buổi chiều, các bậc phụ huynh đưa các bạn nhỏ đến để vui chơi và thư giãn rất đông, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và sôi động tại đây. Và thưa các bạn, đây chính là hồ bơi trung tâm, trái tim của dự án. Đây có thể nói là một hồ bơi đẳng cấp và xịn sò nhất Bình Dương hiện nay, với xây dựng theo tiêu chuẩn Olympic 15x50m, với 6 làn bơi, thiết kế có lát gạch chống trơn và công nghệ lọc nước hiện đại, an toàn cho người sử dụng. Hồ bơi đã được mở cửa để phục vụ cho toàn bộ cư dân của dự án, cũng như phục vụ cho nhu cầu của cư dân sống xung quanh khu vực này. Như tôi đã nói, đây là một khu tiện ích đa dạng và đồng bộ nhất Bình Dương, nên không thể không có phòng gym để phục vụ cho nhu cầu tập luyện sức khỏe của các cư dân. Và đây chính là khu vực phòng gym của chúng ta. Như các bạn đã thấy, các trang thiết bị cực kỳ hiện đại và đầy đủ. Vừa tập gym, vừa nhìn ngắm ra khung cảnh hồ bơi thì thật là tuyệt vời, phải không ạ? Và ngoài ra thì các bạn cũng đừng lo khi đến đây tập luyện, vì ở đây sẽ luôn có các bạn PT luôn sẵn sàng hỗ trợ cho chúng ta tập luyện sao cho đúng cách. Sau khi tập gym xong thì các bạn đừng quên nha, ở The Sun Sports Center còn có các khu sông khô và sông hơi dành cho các bạn, chia làm hai khu nam và nữ với các phòng sông hơi cực kỳ hiện đại và đẳng cấp. Hiện tại thì chủ đầu tư V-Ship Group đang khẩn trương hoàn thiện nốt các hạng mục của khu tiện ích này, đó chính là hai sân tennis trong nhà với diện tích 24m x 11m, và các bạn có thể thấy là sân banh này đã được hoàn thành và đang chờ chuẩn bị khai trương. Và thưa quý vị, đây chính là The Cup Cafe, một không gian sống ảo cực kỳ chill tại khu tiện ích này, với thiết kế cực kỳ rộng rãi và vị trí tuyệt vời.
đồ uống ở đây thì nói thật là vừa ngon lại còn vừa rẻ. Các bạn nhân viên thì nhiệt tình dễ thương. Không gian bên trong, bên ngoài được bố trí một cách hợp lý. Sau khi chúng ta đã đi tham quan một vòng Sun Sports Center thì các bạn có thể thấy là khi các bạn trở thành cư dân ở đây thì các bạn sẽ được trải nghiệm đẳng cấp và nâng tầm cuộc sống của mình. An cư, thư giãn, rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng, tất cả những gì bạn đang tìm kiếm trong một cuộc sống hoàn hảo đều đã sẵn sàng.